Huy đã nâng hai lần vẫn méo lệch lộ sóng. Mỗi cấu trúc. Cấu trúc tai. Lần trước là phương pháp gì? Cấu trúc vùng tai luôn chị. Hai lần rồi cấu trúc vùng tai. Dạ, đó là kiểu như cấu trúc vùng tai xong cái nó hóp luôn, cái là đỏ rồi đó. Xong cái qua làm lại có lẽ là phải lấy vùng tai lên để đắp vào luôn, nó không thấy nó dòi qua. Là cùng một chỗ. Là họ bảo hành lại cho em. Dạ, mình thấy vẫn hóp, vẫn lọt, mình giờ em. Hiện tại trong mũi có đau nhức hay gì không? Không, em không biết là nên làm tháo rồi, tại em làm xong thì nó vàng nó ấy. Em nên làm lại, nên tháo. Em tháo ra sau này cũng phải làm lại, em đâu có chấp nhận quay về cái gương mặt cũ của mình đâu đúng không? Mình vẫn có thể làm lại được mà. Và còn chưa chắc là em tháo ra là nó có bình thường hay không, nhiều khi nó đau nhức nữa. Em có tham khảo về phương pháp nâng mũi nào chưa? Chưa, em thấy chị con tóc đó, thấy đã làm đẹp cái quà, tôi giống luôn. Nó làm sụn silicone chứ không phải sụn foam. Silicone thông thường mà có dựng trụ, cấu trúc bọc xuống tay nhưng mà không có đem kết quả như mong muốn, vẫn còn lệch, còn khuyết cánh mũi. Nên nó còn xấu hơn cái mũi lúc vô làm rồi. Mặt em là mũi hợp tự nhiên không chị? Tự nhiên và dáng nó bay lượn ra nhẹ nhàng, để đừng thấy cái sóng nó lộ nó cao giống như vậy. Lộ sóng quá, thêm cái đầu mũi lệch thì cảm thấy nó lộ sóng. Mà nếu mà đã bảo hành hai lần vẫn không ổn thì thôi nên làm thường xuyên đi. Mũi em nhưng mà sổ hơn xuôi form được. Được, Suviform thì nó hạn chế cái tình trạng lộ sóng này, lộ sóng này, méo lệch này. Đặt vào thì nó cố định nhanh hơn, nó không có bị dễ lay á. Mỗi tháng hơn hả? Đủ 3 tháng đều làm.